Thế nào gọi là tamma địa bất hí nhất thiết khổ lạc? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với các tướng khổ vui của các đẳng chỉ định không ưa thích quán sát, vì thế gọi là tamma địa bất hí nhất thiết khổ lạc. Thế nào gọi là tamma địa vô tận hành tướng? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này không thấy các hành tướng của định có cùng tận, vì thế gọi là tamma địa vô tận hành tướng. Thế nào gọi là tamma địa cụ đà la ni? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này có thể đảm nhiệm hết các việc thù thắng của định, vì thế gọi là tamma địa cụ đà la ni. Thế nào gọi là tamma địa nhiếp phục nhất thiết chánh tánh tà tánh? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với các kiến chấp về chánh tánh tà tánh của các đẳng trì định đều nhiếp phục làm cho không phát sanh, vì thế gọi là tamma địa nhiếp phục nhất thiết chánh tánh tà tánh. Thế nào gọi là tamma địa tịnh tức nhất thiết vi thuận? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với các đẳng trì định và tất cả pháp đều không thấy có tướng nghịch thuận, vì thế gọi là tamma địa tịnh tức nhất thiết vi thuận. Thế nào gọi là tamma địa ly tắng ái? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với các đẳng trì định và tất cả pháp đều không thấy có tướng thương ghét, vì thế gọi là tamma địa ly tắng ái. Thế nào gọi là tamma địa vô cấu minh? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này, đối với các đẳng trì định đều không thấy có tướng trong sạch, tướng cấu uế, vì thế gọi là tamma địa vô cấu minh. Thế nào gọi là tamma địa cụ kiên cố? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này làm cho các đẳng trì định đều được kiên cố, vì thế gọi là tamma địa cụ kiên cố. Thế nào gọi là tamma địa mãn nguyệt tịnh quang? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này làm cho các đẳng trì định tăng thêm công đức như mặt trăng tròn sáng thì nước biển dâng lên, vì thế gọi là tamma địa mãn nguyện tịnh quang. Thế nào gọi là tamma địa đại trang nghiêm? Nghĩa là khi an trụ tamma địa này làm cho các đẳng trì định thành tựu các việc đại trang nghiêm hy hữu vi diệu. Thế nào gọi là tamma địa đại trang nghiêm?